Chuyện ma kinh dị với nhan đề Tà thuật gọi quỷ, tác giả Vương Bảo. Mời quý khán thính giả cùng thưởng thức. Hôm nay là ngày đầu tiên Vân được lên thành phố sinh sống. Tối hôm qua cô vừa nói lời từ biệt với bố mẹ ở dưới quê để sáng nay ra trạm xe buýt từ sớm cho kịp lịch trình chuyến đi. Tuy thành phố không cách quê bao xa, nhưng Vân vẫn luôn cẩn thận, đón chuyến sớm đi cho chủ động. Đến nơi còn phải tranh thủ tìm nhà trọ phù hợp với bản thân nữa. Có chỗ sinh hoạt, nghỉ ngơi ổn thỏa rồi thì những việc khác sẽ dễ bề tính toán hơn. Cô nghe một người bạn học chung cấp 3 nói rằng trên thành phố lúc này tìm phòng trọ rất khó khăn, khiến Vân cũng vô cùng lo lắng. Hy vọng rằng mọi thứ sẽ được như mong muốn của Vân. Công việc đã định sẵn từ trước, vừa bước xuống xe, Vân đã lập tức đi dò hỏi tìm phòng trọ. Việc này đòi hỏi rất nhiều thời gian và nhiều khi cũng là duyên may nữa. Đi từ 9 giờ sáng đến tận trưa vẫn chưa tìm được nhà trọ nào còn phòng. Không lẽ đêm nay cô phải ngủ bờ bụi ngoài đường hay sao? Đang nghĩ ngợi thì Vân chợt cảm thấy đói bụng. Cũng phải thôi, sáng cô chỉ ăn tạm ổ bánh mì nên mau đói là phải. Thôi thì lấp đầy cái bụng đang đói meo trước lấy sức, việc tìm phòng trọ tạm gác sang một bên vậy. Nghĩ thế, Vân ghé sang một quán cơm trong một con hẻm nhỏ. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ, Vân gọi một phần cơm sườn. Tầm 5 phút sau, bà chủ quán tay cầm dĩa cơm cùng bát súp rau củ đặt trên bàn cho Vân. Bà chủ nhìn cô ngờ ngờ. Sao quen thế nhỉ? Chẳng lẽ nào là... Vân ngước mắt lên nhìn bà chủ quán, ra chiều khó hiểu, khiến vết sẹo trên mí mắt cô lộ rõ hơn. Khi vừa mới nhìn sơ qua đối bà ấy, Vân cũng sửng sốt không kém. Cô bất ngờ miệng nói lắp bắp. Ở gì có phải là... Ngưng lại một lúc để nhìn rõ hơn và nhớ lại gì đó. Khi đã nhận ra người quen, Vân vui mừng nắm lấy tay bà chủ quán reo lên. Dì Nguyệt, đúng là dì Nguyệt rồi. Con là Thanh Vân, con của ba Hùng và mẹ Hương đây. Dì còn nhớ con chứ? Ôi đúng rồi, con Vân đây mà. Xa cách bấy lâu mà con đã lớn đến từng này rồi sao? Suýt chút nữa dì nhận không ra. Bà Nguyệt cầm lấy tay cô vui mừng. Hai dì cháu tay bắt mặt mừng sau một khoảng thời gian dài xa cách. Bà Nguyệt cũng ngồi xuống cùng bàn với Vân. Hai dì cháu vừa ăn vừa hỏi thăm nhau đủ mọi chuyện. Nói chuyện một lúc lâu, Vân như chợt nhớ ra liền quay sang hỏi bà Nguyệt. Dạ dì ơi, sao con không thấy chị Hà vậy? Chị ấy đi đâu rồi sao dì? Nghe đến đây, bà Nguyệt bất chợt đứng hình mất vài giây. Đôi mắt rừng rừng, nước mắt như trực trào ra. Vân thấy bà Nguyệt đột nhiên thay đổi thái độ thì lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy dì Nguyệt? Sao trông sắc mặt dì lạ thế? Bà Nguyệt cố nuốt cảm xúc nghẹn ngào vào trong chậm chậm kể lại. Hôm ấy là ngày giỗ của cậu Tư chồng bà. Sáng ngày hôm ấy, Hà dậy từ sớm để đi chợ, để mua được tất cả những thứ mà cậu Tư sinh thời thích, mang về làm đồ cúng giỗ. Vì nhà bà nằm trong con hẻm nhỏ cạnh tuyến đường quốc lộ, bắt buộc phải đi xa một con đường lớn mới có thể tới được khu chợ. Những tưởng đường vắng xe nên cô chạy một mạch qua đường luôn mà chẳng để ý quá nhiều, nhưng thật thì không thể lường trước được. Từ phía tay trái của Hà có một chiếc xe tải lao đến với tốc độ rất nhanh. Tài xế lái xe tải giật mình khi thấy Hà băng qua đường, liền đạp phanh hết mức nhưng đã quá trễ. Cuối cùng, đó vẫn là một vụ tai nạn thương tâm. Chiếc xe chỉ dừng lại khi đã cán bánh xe trước qua người Hà. Những người xung quanh đấy chứng kiến, dù có gan dạ đến mấy cũng phải rung mình sợ hãi. Một vài người thì nôn mật xanh mật vàng, một số thì ngất xỉu tại chỗ. Làm sao có thể bình tĩnh được khi thấy có người chết ngay trước mắt mình như vậy? Hơn nữa, còn là một cái chết không nguyên vẹn, máu me, be bét, nhầy nhụa. Cái chết thảm thương của cô khiến người dân xung quanh phải ám ảnh một khoảng thời gian dài. Sau đó, công an đến hiện trường điều tra và đưa thi thể Hà đi. Tuy nhiên, thi thể của cô vẫn chỉ còn một phần cánh tay phải và phần chân thì cong vẹo vì xương bên trong đã nát vụn. Còn phần ngực và bụng thì nát như tương, lục phủ ngũ tạng, hòa lẫn với da thịt, máu tươi tạo thành một thứ hỗn độn màu đỏ. Thi thể ấy còn không thể được mang đi một cách bình thường mà phải dùng dụng cụ để hốt lên mới đưa được đi. Vụ tai nạn ấy đã gây chấn động dư luận suốt một khoảng thời gian khá dài. Câu chuyện kết thúc bởi cơn ho khan của bà Nguyệt. Vân chỉ nghe thôi cũng cảm thấy vô cùng ám ảnh về cái chết thảm thương của chị họ. Không ngờ số phận của người chị mà cô quý mến lại kết thúc đau đớn và khủng khiếp như vậy. Vân dường như không muốn tin, cô run run giọng hỏi lại bà Nguyệt. Dì ơi, thật là như vậy sao ạ? Sao có thể khủng khiếp vậy được ạ?
Bà Nguyệt lúc này cũng không kìm nén được nữa mà òa lên, rung rức khóc như để khẳng định lần nữa cho câu chuyện mà bà vừa kể. Vân cũng vì vậy mà không kìm chế nước mắt, cũng lăn dài trên má, nức nở khóc theo. Không khí gặp mặt vui mừng hồi nãy chuyển sang hết sức tang thương. Một lúc lâu sau, khi cơn xúc động lắng xuống, bà Nguyệt mới nói sang chuyện khác để xua đi nỗi buồn phiền. Con đã đến tận đây, thế có tìm được nhà trọ chưa? Vân lắc đầu, lễ phép đáp. Dạ chưa ạ, con vẫn chưa tìm được, con có đi hỏi, nhưng khi đến nơi các chủ trọ lại bảo không còn phòng trống nữa. Dì biết chỗ nào cho thuê phòng không, dì giúp con với. Dì đâu có biết nhà trọ nào đâu. Nếu con chưa tìm được phòng trọ thì hãy ở lại nhà của dì cũng được nè. Dù sao thì ở đây cũng sáng chiều bán cơm, một mình như vậy cũng buồn nên con cứ vào ở cùng với dì đi. Nhưng như vậy thì làm phiền dì lắm. Không có phiền hà gì hết, cứ ở lại đi, cơm nước, tiền trọ không cần phải lo. Dì cháu với nhau, chừng nào con ra trường đi làm có tiền, lúc đó trả tiền cho dì cũng không muộn. Vân vẫn còn chút ngại ngùng. Cô ấp úng, nhưng con... Bà Nguyệt nhất quyết đáp, quyết định vậy nhé, không có nhưng nhị gì nữa. Dạ, vậy phiền gì rồi. Thanh Vân đi cùng bà Nguyệt đến một ngôi nhà nằm sâu trong một con hẻm. Đây là nơi sinh sống của mẹ con bà. Gian nhà bên trong cũng tương đối rộng rãi và thoáng mát, thích hợp cho bốn người ở. Nhà có một phòng khách, hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Ngoài ra còn có căn bếp được xây dựng ở ngay sau vườn nhà. Bà Nguyệt nắm tay kéo Vân vào một căn phòng ngủ. Bà vặn tay nắm cửa, mở ra. Bên trong phòng ngủ được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, cách bố trí cũng rất đẹp mắt. Mới nhìn lần đầu tiên, cô đã thích ngay. Bà Nguyệt nhìn Vân mỉm cười hỏi, sao, con thấy có ưng không? Vân gật đầu đáp, dạ dì, căn phòng dễ thương quá, con rất thích dì ạ. Con sẽ ở phòng này sao ạ? Ừ, con cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Căn phòng này trước kia là của cái Hà, từ lúc nó đi thì căn phòng này bỏ trống. Hằng ngày dì luôn lau dọn sạch sẽ, mỗi lần vào đây, dì lại nhớ đến nó. Dì sống một mình cô đơn lắm, nay có dịp gặp lại con, được sống cùng với con là dì vui rồi. Bà Nguyệt nói xong thì quay quả bỏ xuống bếp để chuẩn bị cơm tối. Đứng ngắm căn phòng này một lúc, nhớ lại người chị đáng thương lòng, Vân lại trào lên cảm giác đau thương khó tả. Sống mũi cô bắt đầu cay cay. Vân quệt nước mắt, để gọn vali vào một góc, rồi nhanh chóng chạy xuống giúp bà Nguyệt chuẩn bị nấu ăn. Ăn uống, tắm rửa xong xuôi thì cũng đã 9 giờ tối. Vân lúc này mới bắt đầu ngồi trong phòng một mình soạn ít hồ sơ, giấy tờ nhập học. Khi hoàn thành thì cũng đã hơn 10 giờ, cô mệt mỏi nằm trên chiếc giường gỗ mộc mạc. Tắt ánh đèn điện vàng vọt, trả lại không gian tối mịt của màn đêm, Vân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày khá dài và mệt mỏi. Trời càng về khuya thì không khí lạnh lại tăng dần, cảnh vật xung quanh cũng im ắng lạ thường, khiến cho bầu không khí càng trở nên âm u, tĩnh mịch. Giữa lúc ấy, từ cánh cửa phía sau vườn nhà đột nhiên khẽ mở. Âm thanh cứ liên tục vang lên khiến con người ta có một cảm giác bất an, lạnh lẽo đến rợn người. Tiếp đến là một tiếng khóc oan ức cứ vang vang như từ dưới âm ti vọng về. Pha lẫn với âm thanh đó chính là tiếng gió thổi nhẹ nhẹ như tiếng ai đó huýt sáo giữa đêm. Có một tiếng bước chân nặng nhọc đang chậm chậm đều đều từng nhịp tiến về phía trước. Nó xuất phát từ gian nhà bếp, dần dần tiếng động ấy càng vang lên rõ hơn. Dường như có ai đó đang tiến gần tới giường của Vân. Dưới ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng thì đủ để ta có thể nhìn thấy được một bàn tay xám ngoắt lúc nhúc đầy ròi bỏ đang bám vào thành giường. Vân đang nằm say giấc, những âm thanh ấy cứ liên tục kêu lên khiến cô mơ màng, nửa tỉnh, nửa mơ. Một vài con ròi từ miệng vết thương rơi trên khuôn mặt Vân khiến cô có cảm giác nhột nhột khó chịu. Cảm giác ớn lạnh cùng với sự khó chịu trên mặt, nó hối thúc cô phải mở mắt ra trông thứ đang quấy nhiễu giấc ngủ của mình. Cô chậm chậm khẽ mở mắt. Đập vào mắt cô là khuôn mặt quỷ dị của một người phụ nữ. Tóc dính bết vào mặt, đôi mắt đen sì cùng với đôi môi lúc nhúc toàn ròi bỏ. Điều đó khiến tim của Vân như dừng lại một nhịp vì kinh hãi. Vân cố hết sức hét lên, vùng dậy bỏ chạy, nhưng cô họng cô như bị bóp nghẹt. Tay chân cô thì như đang bị một sức lực vô hình nào đó ghi chặt không tài nào cử động được. Cô chỉ có thể trợn tròn mắt kinh hoàng nhìn cái thứ kinh tởm kia đang dần áp sát vào mình mà không thể làm gì được. Từ nhỏ đến giờ, Vân có nghe người ta bảo khi ban đêm đang ngủ, bỗng nhiên thấy cái gì nặng nặng, đang ghi chặt tay chân mình thì tức đang bị bóng đè.
Cô vốn chẳng tin vào những chuyện ma quỷ, mê tín dị đoan bảo rằng điều đó là bịa đặt. Ma quỷ làm gì mà có thật trên đời này? Nhưng có lẽ hôm nay cô đã được trải nghiệm cảm giác bị bóng đè là như thế nào. Người phụ nữ dường như không hề có ý hại Vân. Từ trong cái miệng lúc nhúc giỏi bọ đầy kinh tởm của cô ta đột nhiên phát ra tiếng khóc thút thít. Vân à, chị đây. Chị chết oan ức lắm em ơi. Cứu chị với Vân ơi, chị đau lắm. Âm thanh cứ liên tục vang lên, văng vẳng một cách ám ảnh trong đầu Vân. Cứu chị Vân ơi, chị đau lắm. Không, không. Vân hét toáng lên trong sợ hãi. Vân, Vân, dậy mau. Con sao thế? Không, chị Hà. Vân choàng tỉnh lại, cô thở dốc, mặt tái mét, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cô ngồi thẫn thờ, nhận ra trời đã sáng từ lúc nào. Bên cạnh cô là dì Nguyệt đang nhìn cô đầy lo lắng. Dì Nguyệt, dì đây, con sao thế? Con gặp ác mộng hay sao mà la hét om sòm vậy? Dì đang làm đồ ăn sáng dưới bếp, nghe tiếng con la hét vội chạy lên đây. Con mơ thấy gì mà hoảng sợ dữ vậy? Vân vẫn còn chưa bình tĩnh nổi sau cơn ác mộng. Cổ họng khô khốc, cô nuốt nước miếng, tự trấn an bản thân rồi nắm lấy tay bà Nguyệt, đáp. Con thấy có một người đi từ bếp lên đây, tự nhận là chị Hà. Con nói sao? Con mơ thấy con Hà. Bà Nguyệt ngạc nhiên hỏi lại. Đúng gì ạ? Nhưng chị ấy đang đáng thương lắm gì ơi. Chị ấy cầu cứu con á, bảo rằng mình bị chết oan, con nghe mà không hiểu ý chị ấy là gì. Không lẽ chuyện người chết trở về báo mộng là có thật? Con Hà chẳng lẽ? Thấy người dì có vẻ thất thần, lo âu khi nghe cô kể lại mọi chuyện, Vân quan tâm hỏi. Con xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện buồn. Dì không sao chứ ạ? Nghe tiếng cô, bà ta giật mình, dứt ra khỏi dòng suy nghĩ trong đầu. Bà khẽ lắc đầu, mỉm cười, đáp. Dì không sao. Chắc vì hôm qua đi đường mệt quá, lại nghe chuyện của con Hà, nên con gặp ác mộng thôi. Thôi, mau sửa soạn rồi ra ăn sáng đi, dì đưa con đi làm thủ tục nhập học. Dạ, vâng ạ. Vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ, rồi chọn một bộ trang phục lịch sự, mặc vào để cùng bà Nguyệt đi đến trường nộp đơn xin nhập học. Đồ ăn nóng hổi, vừa thổi vừa ăn đây. Bà Nguyệt cầm bát hủ tiếu đặt xuống bàn. Ngon quá gì, bụng con réo rồi đây này. Con ăn đi, nhanh rồi mình cùng đi. Bà mỉm cười. Giấy tờ này kia con đã chuẩn bị cả chưa? Vân nhanh nhẹn đáp. Con chuẩn bị cả rồi ạ. Con để tập hồ sơ trên bàn làm việc trong phòng ngủ của con ạ. Dùng xong bữa sáng, cả hai dì cháu cùng đi bộ đến trường. Từ con hẻm nhà bà Nguyệt đi đến trường cũng không quá xa, chỉ đi tầm 10 phút là đến nơi. Đứng trước văn phòng nhà trường, bà Nguyệt bảo. Con ngồi ghế đá chờ dì một lát đã nhé. Có việc gì cần dì gọi. Dạ vâng ạ. Nói xong, bà Nguyệt mở cửa bước vào trong, còn cô thì ngồi bên ngoài chờ đợi. Những tia nắng từ ngày mới chiếu rọi xuyên qua từng kẽ lá xuống sân trường. Hít lấy bầu không khí trong lành của buổi sáng ấm áp, khiến cho những nỗi sợ phần nào vơi đi bớt trong Vân. Những ngày tháng tươi đẹp vẫn còn đang chờ ở phía trước, cũng chỉ vì quá thương nhớ người chị mà cô mới xảy ra chuyện như thế, chứ không hề là một điềm báo nào. Cô nghĩ vậy. Nhưng không, những cơn ác mộng đáng sợ sẽ tìm đến Thanh Vân hàng đêm. Những cơn ác mộng ấy dần sẽ hé lộ một sự thật kinh hoàng. Mau lên, khiên nó vào đây, chậm trễ tao đánh chết tụi mày. Dạ dạ, để tụi em làm. Chị đẹp đừng đánh chết tụi em. Đám đàn ông vác một cô gái trên vai, nhanh chân vào nhà kho. Đặt cô gái ấy xuống, một trong số đám đàn ông dùng dây thừng trói chặt tay chân cô ấy lại. Miệng thì cho ngậm một miếng nùi rẻ rách bươm bốc mùi hôi thối. Xong xuôi, cả bọn mới ra trình lại với người phụ nữ lớn tiếng lúc nãy. À ta gật đầu, lại nghiêm sắc mặt nói. Sau khi tao rời đi, cửa nẻo coi khóa lại cho kỹ. Nên nhớ ngày ba bữa phải đem cơm cho nó ăn và tao cấm tuyệt đối tụi bay không được dở trò đồi bại với nó. Nghe rõ chưa? Tao sẽ đến kiểm tra trinh tiết của nó thường xuyên. Nó mà có bề gì thì 10 cái mạng chó của tụi bay cũng không đền nổi cái tội trái lệnh ông chủ đâu. Rõ chưa? Một gã cao to, lực lưỡng chắp hai bàn tay lại, giọng xun xoe. Dạ, chúng em rõ rồi ạ. Tụi em hứa sẽ vâng lời chị đẹp dặn. Dặn dò cũng đã dặn xong, bây giờ cũng hết việc do ông chủ giao. À quyết định sáng mai vào thăm hỏi cô gái nằm bất tỉnh kia vậy. Trước khi rời đi, à còn quay lại trừng mắt lườm đám đàn ông một cái rất dài, khiến lũ kia khúm núm. Mẹ nó chứ, phải không có ông chủ chống lưng thì tao đập chết tươi nó rồi. Cả anh Huy là thân tín cho ông chủ mà nó cũng dám chỉ trỏ, chửi mắng, con mụ khốn nạn. Một người trong đám đàn ông lầm bầm chửi thầm. Gã đàn ông tên Huy vỗ vai người đó, khuyên nhủ. Chú đừng nóng, còn phải làm ăn dài dài, cứ xong việc đã.
rồi anh em mình xử mụ sau, ok? Dạ, đại ca. Thôi, làm việc tiếp đi anh em, gã Huy ra lệnh. Nói rồi hắn cùng Phong vào lại vị trí canh gác. Sáng ngày hôm sau, người phụ nữ kia quay trở lại nhà kho. Lúc ấy, ả có mang theo một bát cơm vẫn còn bốc khói nghi ngút. Tiến lại gần chỗ cô gái đang nằm, sau lớp bịt mặt của ả ánh lên một nụ cười nham hiểm. Mụ lớn tiếng, gọi đám đàn ông mang vào một gáo nước, tạt vào mặt cô gái kia. Cô gái bị sặc sau cú tạt nước, dần dần tỉnh lại, họ sù sụ. Dậy ăn mau lên, mày định ngủ đến bao giờ hả con kia? Người phụ nữ tay cầm bát cơm, trợn trừng mắt quát. Thu Hà từ từ hé mắt tìm kiếm người vừa gọi tên mình, ngước nhìn người đang ngồi đối diện, rồi lại nhìn xuống, thấy mình đang bị trói nghiến lại. Cô hết sức ngạc nhiên, vùng vẫy hỏi. Mẹ, sao mẹ lại bắt trói con thế này? Thả con ra. Người đàn bà tát vào mặt Hà một cái đau điếng, mụ quát. Câm mồm, ai là mẹ của mày? Con này láo. Ơ kìa mẹ, con là Hà, con gái mẹ đây mà. Mẹ cơi trói cho... Câm ngay, tao không phải là mẹ của mày. Ha ha, ha ha ha, mày nghĩ tao là mẹ của mày sao? Mẹ mày chỉ là một con đào hát rẻ tiền thôi. Năm xưa ba mày lén lút đi gặp nó, thậm chí còn bế con của nó về. Vì vậy, tao đã tiễn lão về với ông bà ông vải rồi. Bao nhiêu năm qua, tao đã phải cắn răng chịu đựng nuôi mày lớn bằng chừng này. Bây giờ, mày hãy ngoan ngoãn mà trả ơn tao đi. Thu Hà chết điếng khi nghe chuyện đó. Cô nhất thời không thể chấp nhận câu chuyện hoang đường này. Rõ ràng kia chính là bà Nguyệt, người mẹ vẫn ngày ngày yêu thương chăm lo cho cô kia mà. Không, không phải, mẹ đang nói dối con đúng không? Hu hu hu, mẹ ơi, thả con ra đi, con muốn về nhà. Được thôi, mày yên tâm, mày sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình thôi. Ha ha ha. Trong một căn phòng lớn được thắp sáng bằng hàng trăm cây nến, Thu Hà được đặt nằm ngay trên một chiếc bàn, vị trí cao nhất của căn phòng. Phía trước cô là hàng loạt những người mặc áo choàng đen phủ kín cả khuôn mặt. Nổi bật trong số ấy là một người đàn ông mặc một bộ quần áo của các thầy phù thủy. Các tay áo đều được viền vàng. Phía giữa ngực ác là một ký tự được đính vài viên đá rất quý. Và dĩ nhiên khi bước vào trong, hàng loạt người mặc áo choàng đen đều phủ phục trước hắn. Người đàn ông ấy mỉm cười đắc ý, phất tay ra hiệu cho mọi người đứng dậy. Rồi hắn lấy trong tay áo một cuốn sách nom cũ kỹ. Đặt bàn tay vào ký tự trước ngực, hắn hô to. Ngài là bậc thánh vương, trị vì thế giới loài quỷ. Ngài là nguồn sức mạnh, cứu rỗi chúng con. Nay để tỏa lòng trung thành cùng lòng biết ơn, chúng con xin dâng lên ngài một trinh nữ, vẫn còn trong trắng, chưa từng động đến đấng nam nhi. Xin ngài hãy nhận lấy món quà từ chúng con. Hắn hô to câu nói ấy 3 lần, những người mặc áo choàng đen cũng hô theo hắn. Khi câu nói vừa kết thúc ở lần thứ 3, ngay lập tức hàng trăm ngọn nến đỏ rực trong căn phòng đột ngột thổi bùng lên rồi hóa thành một màu xanh lá mờ mờ. Cả căn phòng bỗng vang vọng một giọng nói âm âm ma quái, như vọng về từ một cõi hư vô nào đó. Các ngươi làm rất tốt. Nếu ta tái sinh thành công thì các ngươi sẽ được trọng thưởng. Ta sẽ không quên công của các ngươi đâu. Giọng nói ấy vừa dứt, một luồng khói trắng bay từ miệng Thu Hà lên không trung rồi biến mất. Thân xác của cô nằm bất động, mắt nhắm nghiền. Những tưởng linh hồn của Hà đã được chủ nhân đón nhận, tên thầy phù thủy cùng đoàn người đồng loạt quỳ rạp xuống vái lạy. Nhưng đột nhiên, luồng khói trắng đột ngột vút đi rồi biến mất. Cả căn phòng bỗng nhiên nổi lên một cơn gió rất mạnh. Cơn gió khiến cho tất cả những người trong căn phòng đều ngã nhào trên nền đất. Những ngọn nến càng bùng lên dữ dội hơn, chao đảo trong gió. Từ trong cơn gió, một đám mây đen quay cuồng vần vũ rồi ngưng tụ lại thành hình một chiếc đầu lâu với 2 cái hốc mắt đỏ rực màu máu. Cái đầu gầm lên một tiếng đầy giận dữ. Khốn kiếp! Tại sao? Tại sao ả lại trốn thoát được? Mấy tên áo đen hết sức hốt hoảng, vội run rẩy quỳ phục dưới đất. Tên thầy phù thủy lắp bắp trả lời. Rõ ràng tôi đã thấy linh hồn đấy xuất khỏi xác rồi cơ mà. Chẳng lẽ ngài chưa nhận được? Đồ ngu, nó trốn mất ngay trước mắt mà ngươi không nhận ra. Thầy phù thủy dập đầu, rối rít cầu xin, xin ngài hãy bớt giận, chúng tôi sẽ đi tìm một đồng trinh khác, đồng thời sẽ tìm linh hồn của ả ta. Khốn kiếp, còn không mau đi, trong 3 ngày nữa không có linh hồn đồng trinh. Tất cả các ngươi đừng hòng thoát. Dạ rõ, thầy phù thủy và mấy tên áo đen run lập cập. Quay trở lại với Vân, từ ngày về nhà người dì đến nay, cô liên tục gặp phải những cơn ác mộng. Nào là người chị của cô cũng quay về cầu xin sự giúp đỡ. Rồi đến hôm nay lại nhìn thấy một nghi thức tế quỷ
người bị tê lại là chính người chị Hà. Chắc chắn đây không phải là do sự mệt mỏi hay chỉ là ngẫu nhiên, mà chính là Thu Hà luôn tìm cách báo mộng cho Vân để tìm sự trợ giúp. Giật mình tỉnh dậy dứt khỏi cơn ác mộng, cô cảm thấy rất mệt mỏi. Bên cạnh, lại là bà Nguyệt ngồi nhìn cô vẻ mặt đầy lo lắng, thấy cô vừa tỉnh ngay lập tức bà hỏi. Sao vậy Vân? Lại gặp ác mộng hay sao? Vân chợt nghĩ, không nên để dì Nguyệt biết rồi lại lo lắng cho mình. Nghĩ vậy, Vân lắc đầu cười nhẹ đáp. Dạ không, con chỉ là hơi mệt thôi, không phải là ác mộng gì đâu ạ. Dạo này thấy con xanh xao quá, chắc bị trúng gió rồi. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên con nhập học. Con có thấy mệt lắm không? Hay để dì viết đơn xin cho con nghỉ một hôm dưỡng sức thêm nhé? Dạ thôi, con không sao đâu. Nghỉ ngơi nhiều một chút sẽ ổn thôi dì. Tối nay con sẽ đi nghỉ sớm. Cẩn thận sức khỏe đấy nhé. Mau ra tắm rửa thay đồ rồi ra ăn sáng đi con. Dạ, từ đây đến trường cũng không quá xa nhưng Vân vẫn xuất phát sớm. Đeo ba lô trên vai, cô thong thả bước trên con đường nhỏ. Không khí buổi sáng khá trong lành phần nào, khiến tinh thần cô thoải mái hơn. Bất chợt cô vừa đi vừa ngâm nga hát, đi bộ chỉ mất gần 15 phút thì đã tới nơi. Cô đang rảo bước nhanh hơn vào trong lớp thì đột nhiên chiếc ba lô trên vai bị kéo giật lại khiến cô suýt ngã. Quay mặt ra đằng sau cô bắt gặp một thanh niên đang đứng đó mỉm cười. Cậu ta mở lời, đi chậm thôi, ngã bây giờ. Vân nhận ra Dương thì nhoẻn cười, đáp lại, Dương đấy à, hôm nay cũng nhập học đúng không? Cậu học khoa nào đấy? Dương gãi đầu, đáp, mình học ngành y. Vân hớn hở, ôi thế à, mình cứ tưởng đợt đấy cậu thi kinh tế cơ, mình cũng học ngành y đấy. Đúng là có duyên thật đấy, thôi vừa lên lớp vừa nói nha. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Vân vốn chơi thân với Dương từ hồi cấp 3, cả hai rất tâm đầu ý hợp, nhiều khi người khác nhìn vào, tưởng hai người họ yêu nhau. Nhưng phải công nhận điều đó cũng không sai. Hai người họ khá có duyên gặp gỡ ngay từ lần đầu gặp mặt. Mọi thứ cứ tình cờ diễn ra lâu dần khiến hai người trở nên thân thiết. Mà cũng không biết từ lúc nào Dương đã có tình ý với cô. Chiếc điện thoại đổ chuông réo rắt, thấy người gọi là Dương nên Vân nhanh chóng nghe máy. Alo, Dương gọi mình có gì không? Hồi chiều cậu nói có chuyện gì bí mật ấy nhỉ? Tuy là hơi khó nói. Cậu nói đi, nếu cần giúp gì thì mình luôn sẵn lòng. Vân nghiêm sắc mặt, bắt đầu kể lại những cơn ác mộng mình gặp phải. Những cơn ác mộng ấy xuất hiện kể từ lúc cô sống tại nhà dì Nguyệt. Và người cô nằm mộng thấy hàng đêm lại là Thu Hà, người chị họ đã mất của cô với bộ dạng vô cùng đáng sợ. Đầu dây bên kia, Dương chăm chú nghe từng chi tiết. Khi Vân vừa kể xong, Dương nói ra những suy đoán. Nếu cậu nằm mơ liên tục hàng đêm về cùng một người, thì rõ là người đó đang có điều gì đó cần cậu giúp. Cần tớ giúp sao? Tớ liệu có thể giúp gì được chị ấy chứ? Chị ấy đã mất rồi mà. Đúng vậy, bố mình có bảo cần phải hóa giải oan khuất trước khi chết cho họ. Nếu không họ sẽ đeo bám cậu. Bố mình rất am hiểu về những vấn đề này. Mình được ông ấy dạy một vài phương pháp, nên khi nghe thì tớ đoán ra được. Thôi được rồi. Tối mai là cuối tuần, cậu có bận việc gì không? Không, mình rảnh cả ngày. Vậy thì ngày mai mình sang nhà cậu có được không? Được chứ. Việc này cần phải làm kín đáo, chỉ có hai đứa mình biết thôi. Mình nghe cậu nói sống chung với dì, vậy thì hơi bất tiện. Không sao đâu, mai dì mình nói có công việc nên trưa ngày kia mới về lận. Quyết định vậy nhé, tối mai tớ sang. Như đã hẹn, tối ngày hôm ấy, Dương ghé sang nhà Vân. Cậu đem theo một vài vật dụng nào nến, bánh kẹo để chung trong ba lô. Vào trong nhà, Dương lấy những vật dụng ấy ra, sắp xếp theo thứ tự. Vân nhìn mà không hiểu bạn mình đang làm gì. Mọi thứ đã chuẩn bị xong lúc này, Dương mới cất giọng nói. Cậu biết mấy cái này để làm gì không? Đây là những vật dùng để thực hiện nghi thức gọi hồn. Bây giờ cậu làm theo điều mình nói nhé. Ra phía sau mở cửa ra, việc làm này sẽ cho linh hồn chị Thu Hà của cậu sẽ vào được đây. Vân lật đật làm theo lời Dương rồi lại chạy về ngồi cạnh, hồi hộp chờ đợi xem nghi thức gọi hồn sẽ như thế nào. Cậu sẵn sàng chưa? Vân nhìn Dương gật đầu. Dương chỉ đồng xu trên bàn cơ, bảo cô cùng đặt ngón trỏ lên đó. Khẽ hít một hơi thật sâu, cậu bắt đầu đọc lên câu chú cầu cơ. Hồn ai ở chốn non bổng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dẫu hồn ở khắp mọi nơi, ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian. Hồn giờ đang ở nơi đâu, ghé đây trò chuyện ân tình với ta. Tiếp theo, Dương đọc ngày tháng năm sinh của Thu Hà, rồi nhìn vào con cơ chờ kết quả.
Đột nhiên có một làn gió thổi vào, khiến cho hai ngọn nến nghiêng ngả, lập lòe như sắp tắt. Dường như họ đã thành công mời được người tới. Dương hỏi trước, phải chăng là chị Trần Thu Hà, con cơ di chuyển đến chữ Yes? Bây giờ đến lượt Vân hỏi, có phải chị bị ai sát hại đúng không? Con cơ lại dừng ngay chữ Yes. Vậy là quá rõ rồi, chị của cô không hề gặp tai nạn giao thông mà chết. Tới lượt Dương, ai là người đã hại chị? Con cơ chỉ duy nhất chữ N. Người đó có phải là Di Nguyệt? Vân tiếp tục hỏi. Đột nhiên con cơ di chuyển lòng vòng bàn cầu cơ, rồi nó miễn cưỡng nằm yên tại chữ Yes. Cô tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ người hại Thu Hà lại chính là người mẹ ruột. Lúc này tại vị trí bên ngọn nến phía tay phải, ngọn nến đột ngột tắt phụt. Ánh sáng duy nhất phát ra từ ngọn nến còn lại đủ soi rõ một bóng hình áo trắng đang ngồi ôm mặt khóc nức nở. Duy chỉ có Vân là nhìn thấy được người chị của mình. Cô an ủi, chị chết oan phải không? Có chuyện gì? Chị nói em nghe, em sẽ tìm cách giải oan cho chị. Hồn ma Thu Hà khẽ gật đầu quay sang Vân nói, mấy hôm chị báo mộng cho em, ngoài mẹ chị ra thì còn có kẻ đứng sau. Kẻ đó là một thầy phù thủy. Đúng vậy, em phải ngăn âm mưu của hắn ta lại, đừng để hắn bắt được ai nữa. Nếu con quỷ đó tái sinh thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Vân quả quyết, chị cứ an tâm, em sẽ cố gắng tìm cách để ngăn chặn âm mưu của hắn. Nghe cô bạn quay sang bên trái nói chuyện một mình, Dương thoáng giật mình, cậu ngạc nhiên hỏi. Cậu vừa nói chuyện với ai đấy? Là chị của mình. Nhưng chúng ta đang cầu cơ mà, vì sao nó không di chuyển nhỉ? Cậu ta lại hỏi. Chị ấy đang ngồi đây này, cậu làm sao vậy? Thấy Dương vẫn đang tròn mắt kinh ngạc nhìn mình, Vân hỏi lại. Bộ cậu không nhìn thấy chị Hà sao? Dương ngây ngốc lắc đầu phủ nhận. Người ta thường bảo rằng người nào thấy được người âm lại giao tiếp được với họ, chỉ có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là bị vong ám, nhiễm âm khí nặng, dương khí hao hụt hay còn gọi là âm thịnh dương suy. Trường thứ hai là người sắp từ giã cõi đời sẽ nhìn thấy những hồn ma bóng quế. Trường hợp cuối cùng là trường hợp hiếm gặp, đó chính là từ khi sinh ra họ đã sở hữu con mắt âm dương. Dương ngồi ngay ngắn trở lại. Khẽ hắng giọng, cậu nói, nếu cậu có thể nhìn thấy chị ấy, cũng tức là dương khí của cậu đang bị hao tổn. Tớ hỏi này, từ trước đến nay cậu có nhìn thấy những bóng trắng lang thang ngoài đường hay ở nghĩa trang hay không? Vân lục lại ký ức rồi đáp, lúc đi viếng mộ mình có thấy những cái bóng trắng như cậu nói, nhưng nó mờ mờ, mình không biết nó là thứ gì. Có lần, buổi tối khi đi công viên chơi, tớ có nhìn thấy một bà lão bán vé số đi ngang qua tớ. Bà ấy bị tật nên đi tập tễnh. Tớ thương nên mua ủng hộ. Khi lựa được một tờ tớ đang lấy tiền đưa, thì khi nhìn lên không thấy bà ấy đâu cả. Vậy là rõ rồi, cậu bị ám đồng thời cũng có quỷ nhãn, hay còn gọi là mắt âm dương. Quỷ nhãn sao? Đúng vậy. Việc cậu thấy những hồn ma bóng quế cả ban ngày lẫn ban đêm, nó đã chứng minh được cậu là người rất đặc biệt. Thôi được rồi, mình kết thúc nghi thức tại đây thôi. Cũng khuya rồi, nên mình phải về. Sau khi kết thúc, Vân tiễn bạn ra đến tận cửa rồi một mình đi vào trong phòng, đóng sập cửa lại. Có tin nhắn đến là của Dương. Chỉ mới ra về có vài phút mà không biết cậu ta nhắn có chuyện gì không nữa. Vân lấy điện thoại, mở lên xem tin nhắn. Tớ quên nói với cậu, cậu nên cẩn thận dì Nguyệt nha, giữ bí mật ngày hôm nay. Nếu dì cậu mà biết thì nguy. Sáng mai mình sang có chút chuyện để bàn cùng cậu. Thế nhé, chúc ngủ ngon. Cậu cứ khéo lo, mình biết làm gì mà. Vân tắt máy đi ngủ, tự nhủ thầm mình nhất định phải tìm ra chân tướng giải oan cho chị Hà. Đêm nay là một đêm yên bình nhất, giấc ngủ không hề bị quấy nhiễu. Hôm qua mình có nhắn tin bảo cậu sáng nay mình sang nhà có chút chuyện, cậu có xem tin chưa? Mình có xem rồi, cậu vào nhà đi. Bước vào trong, Vân lấy ra 2 ly nước, cùng ngồi xuống bàn, đặt ly nước trước mặt giường. Cậu nhấp một ngụm cho thấm giọng, lên tiếng trước, mình muốn bàn với cậu một kế hoạch. Cậu nói đi. Dường như Dương cũng đề phòng trường hợp tai vách mạch rừng, hạ giọng cậu khẽ nói. Cậu hãy ra sau vừa mở nắp giếng trước sự chứng kiến của dì Nguyệt. Hôm qua tớ nhìn thấy một làn khói đen bốc ra từ nơi đó. Tớ nghĩ dưới đáy giếng có chứa một vật gì đó chứa âm khí rất nặng, hoặc dưới đó là mồ chôn xác người. Chắc chắn dì Nguyệt sẽ đề phòng cậu. Cậu nói dưới đáy giếng sao? Đúng vậy, tớ cảm nhận là như thế. Hành sự nhớ cẩn trọng nhé. Khi nào dì ấy phát sinh nghi ngờ thì sáng lên thường nói lại với tớ, sau đó sẽ tính tiếp, quyết định vậy nhé. Theo đúng kế hoạch, hôm đó Vân đi xuống bếp phụ dì Nguyệt nấu ăn rồi vừa hỏi về cái giếng.
Cái giếng này để làm gì vậy dì? Chẳng phải chúng ta có nước máy rồi sao? Sao dì còn đào giếng để làm gì vậy? Bà Nguyệt thấy Vân hỏi đến cái giếng thì đột nhiên lúng túng. Bà đáp, à, cái giếng có từ hồi xưa. Lúc đấy chưa có nước máy thì chỉ có cái giếng để chứa nước dùng thôi. Sau này nhà nước lắp đường ống nước sạch nên cái giếng đành bỏ không đấy. Dì cũng đang tính lấp nó đi cho rộng chỗ. Vân vờ đi đến gần cái giếng chép miệng nói, đúng là cái giếng có hơi vướng chỗ thật dì ạ. À? Nếu mà lấp đi là mình lại có một khoảng sân khá rộng đấy ạ. À? Vừa nói Vân vừa định đưa tay lật nắp miệng giếng lên. Trông thấy hành động khác thường của đứa cháu gái, bà Nguyệt lập tức bước ra sau vườn, lảng sang việc khác để ngăn Vân lại. Có vẻ như Dương đã đoán đúng. Từ thời điểm ấy, bà Nguyệt bắt đầu để mắt hơn đến Vân. Trong đầu bà chợt lóe lên một âm mưu thâm độc. Chẳng phải Vân cũng là một đồng trinh hay sao? Chỉ cần hiến tế Vân thì bà sẽ được thưởng rất nhiều tiền. Đến lớp, Vân vội đến ngồi cạnh Dương, cô nhanh nhẹn lên tiếng kể trước. Này Dương, cậu đoán đúng đấy. Mình đã thử định mở miệng giếng lên thì thấy gì có vẻ rất lúng túng, lại còn cố ý lái sang chuyện khác, không cho mình tới gần cái giếng nữa. Dương gật gù, vậy thì đúng rồi. Cái gì đúng cơ? Vân ngạc nhiên hỏi lại. Lần trước cậu có kể với mình là có lần cậu đã mơ thấy chị Hà bị bắt đi làm vật hiến tế đúng không? Để tái sinh quỷ vương gì đó ấy. Vân gật đầu xác nhận. Đúng rồi, có chuyện gì sao? Dương trầm ngâm. Nếu đúng như mình suy đoán thì sợ là dì ấy sẽ có thể làm hại đến cậu đấy. Cậu phải thật cảnh giác nhé. Làm hại đến mình á? Liệu dì ấy sẽ làm gì mình? Dương nghiêm mặt trả lời. Rất có thể dì ấy sẽ bắt cóc cậu để đem đi làm vật hiến tế cho con quỷ kia đấy. Vân nghe mà há hốc miệng kinh hãi. Phải rồi, với con ruột của mình mà bà ấy còn dám làm như vậy thì đứa cháu họ như cô có là gì đâu chứ. Bất giác, Vân rùng mình, gai ốc nổi khắp người. Dì ơi mở cửa cho con với. Nghe tiếng Vân gọi, bà Nguyệt đon đả ra mở cửa rồi tươi cười nói. Vân về rồi đấy à? Bữa nay dì mua được con cá béo lắm. Dì mới nấu canh cá rồi. Nhanh, vào tắm rửa rồi ăn cơm nhé. Vân cũng vui vẻ trả lời. Thế ạ, con thích ăn canh cá lắm. Dì chờ con một chút nhé. Nói đoạn, Vân nhanh chóng chạy vào nhà. Cô thay đồ rồi vui vẻ chạy xuống nhà sắp mâm chuẩn bị ăn cơm. Bà Nguyệt đon đả múc cho Vân một bát canh cá to với miếng cá béo ngậy trong đó, rồi giục. Ăn đi cho nóng con. Canh cá nấu chua là nhất đấy. Vân múc một thìa đưa lên miệng rồi nhoẻn miệng cười. Ngon quá dì, dì nấu ăn số một luôn đấy. Rồi cô lại ngụm thêm một thìa nữa. Chợt mắt cô mơ màng, rồi cô nhanh chóng gục xuống bàn. Lúc này bà Nguyệt mới đứng dậy gằn giọng. Con danh, không cần biết mày đã biết gì hay chưa, nhưng đã vào tay tao thì mày hãy xuống gặp Diêm Vương mà bếp xếp nhé. Bị đánh bất ngờ, bà Nguyệt cảm thấy choáng váng đầu óc, xây sầm mặt mày. Mọi thứ nhòe đi rồi tối sầm lại. Bà ta đã ngất xỉu, nằm sấp trên sàn nhà. Dương bỏ khúc gỗ xuống, còn cẩn thận nhéo bà ta một cái để xem phản ứng, sau đó mới cất tiếng gọi. Xong rồi, bà ta xỉu rồi. Vân ngẩng phắt đầu dậy nhìn Dương cười cười. Thì ra, do có nghi ngờ từ trước, nên khi nãy, hai ngụm canh mà Vân đưa lên miệng đều chỉ ngậm rồi len lén nhổ ra chiếc khăn giấy đã giấu sẵn trong bàn tay. Khi thấy Dương đang lén đi từ ngoài cửa vào, thì Vân đã giả vờ trúng thuốc mê gục xuống bàn để thu hút sự chú ý của bà Nguyệt. Nhân lúc đó, Dương đã ra tay hạ gục bà ta. Dương và Vân cùng nhau khiêng bà Nguyệt lên chiếc ghế dựa rồi trói chặt bà ta vào chiếc ghế. Gần nửa tiếng sau thì bà Nguyệt tỉnh. Nhận ra mình bị trói, bà cố gắng vùng ra nhưng bất thành. Dương ngồi xuống đối diện với bà, cả Vân cũng ngồi kế bên cậu. Bà Nguyệt tức giận, quát, mày dẫn trai về nhà làm chuyện bậy bạ, lại còn trói tao như thế này. Mày tính cướp của đấy phải không? Dì thôi đi, cậu ấy là bạn con, dì đừng có nói bậy. Vân bật lại, nghe đứa cháu trả treo lại, bà giận dữ. Mày giỏi lắm, còn dám quát lại dì mày à? Thả tao ra, tao báo công an bắt chúng mày. Dương nhìn thấy dì của bạn mình như vậy thì bật cười lên thành tiếng. Ha ha ha, báo công an sao? Dì báo công an bắt chúng cháu thì những việc làm từ trước đến nay của dì đều sẽ được cho qua hay sao? Dì nói đi, tại sao dì lại sát hại chị Hà? Còn dưới đáy giếng chứa thứ gì mà dì không cho ai đụng đến nó? Chúng mày đừng có ngậm máu phun người, rõ ràng là con Hà bị tai nạn giao thông chết. Vân tức giận quát, dì đừng có chối. Rõ ràng là dì đã giết chị ấy rồi mang đi hiến tế. Hồ dữ còn không ăn thịt con. Chị ấy là con ruột của dì mà dì cũng nỡ làm như vậy hay sao? Con ruột sao?
Ha ha, tao không có cái thứ con hoang như nó. Nói rồi bà Nguyệt rành rẽ kể lại chuyện cậu Tư đã có con riêng với ả Đào bên ngoài như thế nào bằng một giọng đầy chua chát. Bao nhiêu năm nuôi con riêng của chồng, còn bản thân mình lại không có một mụn con, bà không những không hề thấy thương yêu nó mà còn hận ông trời đã khiến bà đau khổ như vậy. Đã cho bà một ông chồng lăng nhăng thì thôi đi, tại sao lại không cho bà một đứa con kia chứ? Từ lâu bà đã rất chướng mắt với Hà, nên ngay khi có cơ hội, bà cho rằng mình cần phải đòi lại tất cả những gì đã cho nó trong suốt 20 năm qua. Vì vậy, bà đã bán linh hồn của Hà cho thầy phù thủy để đổi lấy một món tiền rất lớn. Mọi chuyện cũng không hề khác với giấc mơ mà Vân đã từng thấy qua. Vân nước mắt lăn dài trên má, tức giận hỏi lại. Nhưng cho dù không phải là do dì đẻ ra, thì dì cũng đã nuôi nấng chăm sóc chị ấy từ khi lọt lòng. Sao dì có thể làm vậy với chị ấy? Bị nói trúng tim đen, bà Nguyệt im bặt, run run, bà ta hạ giọng van xin. Vân ơi, thả dì ra đi mà con, dì lỡ dại, sau khi thả dì thì dì sẽ ra đầu thú. Đầu thú? Dì đi đầu thú, hay dì bắt luôn cả tôi đi hiến tế? Nói mau xác chị Hà dì giấu ở đâu rồi? Bà Nguyệt run rẩy đáp, dưới đáy giếng. Dương dò hỏi, dưới đáy giếng không phải chỉ có mỗi xác của chị Hà đúng không? Sao, sao mày biết? Bà Nguyệt ngạc nhiên. Oán khí từ giếng bay ra dày đặc như vậy, một mình oán niệm của chị Hà làm sao có thể tạo ra được? Bà Nguyệt im bặt, không dám nói gì thêm. Vân lại tiếp tục xác nhận một chuyện nữa, cô gắng hỏi. Dì đã giết chị ấy lại còn bịa ra cái chuyện chị ấy bị tai nạn. Dì nói đi, cái vụ tai nạn đó là sao? Có phải cũng do dì gây ra không? Bà ta bật cười, ha ha ha. Được, ngươi đã muốn biết thì ta cho ngươi biết. Đó là một trinh nữ bị hiến tế. Cô ta mồ côi từ nhỏ. Chính ta là người đã âm thầm nuôi lớn nó. Chỉ cần nó đủ lớn, những người làm trong hội thầy phù thủy sẽ đem nó hiến tế. Hôm đó làm lễ tế, rõ ràng linh hồn nó đã bị hút mất, nhưng không hiểu sao nó vẫn còn một phần hồn còn sót lại, rồi thành ra ngớ ngẩn, không nói không rằng. Nó có sống thêm trên đời cũng vô dụng, vì vậy nên trên chuyến xe chở nó đi ra đường lộ, họ đã cố ý thả nó xuống đường để tạo ra vụ tai nạn. Vậy là xóa sạch dấu vết. Ha ha ha, Dương và Vân đều hết sức kinh ngạc với những điều ghê tởm được bà ta kể ra mà nhẹ như lông hồng. Dương bèn nhét chiếc kẻ vào miệng bà ta để tránh bà ta la hét kinh động tới hàng xóm. Sau đó, hai người cùng lục tung căn phòng của bà ta để tìm các thông tin cần thiết. Vân tìm đến một cái tủ nhỏ trong phòng của bà ta. Mở ngăn kéo thứ hai ra thì thấy một chiếc hộp. Đem ra ngoài, mở nó ra thứ đập vào mắt cả hai người. Là một quyển sách khá cũ kỹ. Lật ra vài trang xem thử, chợt có một tờ giấy rơi ra, nhặt lên xem thì đó là một địa chỉ nhà. Manh mối đầu tiên đã được phát hiện, những điều bí ẩn về tổ chức cũng dần được hé lộ trong cuốn sách. Đợi trời sáng hẳn, cả hai cùng dòng bà Nguyệt đi đến trụ sở công an khai báo thông tin. Sau khi bị cảnh sát tra khảo nghiêm ngặt, bà Nguyệt cũng thành thật khai báo hết mọi tội trạng và xin được sự khoan hồng từ pháp luật. Một nhóm người được cử đến nhà bà Nguyệt, đào cái giếng để đưa các thi thể lên. Trước khi nhóm người kia xuống dưới đáy giếng, Dương có đưa cho mỗi người một tờ giấy màu vàng. Trên tờ giấy có vẽ những hình thù trông rất lạ mắt. Cậu bảo là bùa ngăn chặn tà ma. Xong phần chuẩn bị, cả đội cùng nhau trèo xuống dưới đáy giếng. Cái giếng trông vậy mà lại không hề giống với những cái giếng thông thường, chỉ đào sâu xuống để lấy nước. Cái giếng này khô khốc, dưới đáy có một con đường bên ngách đã được chặn bởi một cánh cửa sắt lớn. Nhóm người buộc phải dùng các dụng cụ phá cửa để đi vào bên trong. Kỳ lạ là từ cánh cửa đó lại có gió lùa, và càng đi vào trong thì con đường càng rộng hơn. Hai bên tường được cắm những cây đuốc loe loét cháy, không biết từ khi nào mà không hề tắt. Đang lò dò đi vào, vừa đi vừa nghe ngóng tình hình, thì bỗng nhiên ông Nam, đội trưởng của nhóm, cảm thấy dưới chân mình hình như có cái gì đó vừa gãy vụn. Ngay lập tức, những ngọn đuốc hai bên tường phừng sáng. Cả nhóm đều giật mình kinh hãi. Ông Nam bình tĩnh ra hiệu cho nhóm người đi sau tắt hết đèn pin rồi tiếp tục đi dần vào trong. Đây chính xác là một hầm mộ được xây dựng rất cầu kỳ. Những chiếc quan tài được treo dựng đứng trên vách tường, trên từng chiếc còn dán một lá bùa. Càng đi vào trong họ càng phát hiện ra rất nhiều chiếc quan tài như vậy. Mặc dù không biết những lá bùa kia có tác dụng gì, nhưng họ cũng không dám động tới mà đành khiêng cả quan tài. Còn nguyên những lá bùa đó đưa lên miệng giếng. Tổng cộng
họ đưa lên được 24 thi thể người. Và phải mất nguyên một ngày trời vất vả mới đưa được hết lên mặt đất. Sau khi giải quyết xong cái giếng phía sau nhà bà Nguyệt, Dương và Vân cùng nhau tính đến kế hoạch tiếp theo là trà trộn vào nhóm phù thủy kia để phá vỡ cái kế hoạch khủng khiếp này. Cũng từ chuyến đi ấy đã làm thay đổi số phận của cả hai. Cùng nhau đọc từng trang trong cuốn sách bà Nguyệt giữ, Vân và Dương rất bất ngờ, pha lẫn sự căm tức đối với nghi thức thực sự rất nhẫn tâm, độc ác này. Để tái sinh một con quỷ có tên huyết hồn tâm thì cần có đủ 49 trinh nữ. Thầy phù thủy cùng những người khác sẽ dùng nghi lễ tế bái của mình dâng hiến linh hồn và máu của các trinh nữ. Con quỷ sẽ hút lấy phần hồn phách cũng như uống máu của các trinh nữ này để tái sinh. Sau khi huyết hồn tâm quỷ được tái sinh thì những kẻ thực hiện nghi thức được quyền nói ra điều ước của mình và con quỷ sẽ thực hiện những điều ước đó đúng như cái tên của con quỷ, huyết hồn tâm. Con quỷ sẽ được tái sinh nhờ vào ba yếu tố, máu và linh hồn của các trinh nữ. Cuối cùng, chính là việc những con người tham gia tế bái đã bán trái tim mình cho quỷ dữ, nhẫn tâm giết hại những cô gái đang còn cả tương lai tươi sáng phía trước để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Lũ khốn nạn, không thể tưởng tượng được chúng lại nhẫn tâm, độc ác đến như vậy. Dương tức giận. Vân cũng không nén nổi sự căm uất. Cô thốt lên, chỉ vì dục vọng của mình mà giết tới 49 mạng người. Thật không thể tin nổi. Cũng chưa chắc nguyện ước của họ trở thành hiện thực. Cậu nói chưa chắc thành hiện thực có nghĩa là sao? Dương thở hắt ra, ôn tồn giải thích. Bố mình từng nói tâm địa của con người vốn đáng sợ hơn loài ma quỷ. Những con quỷ độc ác cũng chính từ trong tâm họ tạo ra. Có những con quỷ sẽ nghe lời chủ nhân, tức người tạo ra nó, nhưng có những con quỷ khi bị sai khiến, hành hạ để chủ nhân đạt được mục đích. Từ đó, oán hận sâu nặng, khi nó đủ mạnh thì sẽ quay lại trả thù chính chủ nhân của mình. Cũng có những con quỷ lợi dụng người phục tùng nó làm việc này việc kia sẽ đánh đổi được nguyện vọng. Nhưng thực tế, tất cả đều sẽ bị con quỷ đó giết chết. Nếu biết kết cục sẽ là như vậy, liệu chúng có dám làm vậy không nhỉ? Vân gật gù. Dương nói tiếp. Mình nghĩ để giải quyết chuyện này, chúng ta chỉ có thể trà trộn vào trong tổ chức, rồi thừa cơ hành động thôi. Đêm nay vừa hay là ngày chúng sẽ tổ chức hiến tế, chúng ta đi luôn nhé. Được, quyết định vậy đi. Đêm hôm ấy, hai người họ đột nhập vào bên trong tổ chức của gã thầy phù thủy. Dương từ nhỏ đã được cha nghiêm khắc rèn võ thuật, nên chưa đầy 2 phút đã nhẹ nhàng hạ gục toàn bộ người canh gác. Vân giúp cậu bạn giấu những người ấy sang một nơi bí mật, rồi lột sạch quần áo của những gã đó tròng vào người. Đến một vị trí là nhà kho, họ phát hiện ra hai người thiếu nữ đang bị bắt trói. Có lẽ hai người họ là những người kế tiếp bị hiến tế cho huyết hồn tâm quỷ. Vân có ý định mở khóa giải cứu hai người bên trong nhưng bị Dương ngăn lại. Cô nói khẽ, mình phải cứu những người này, sao cậu lại cản mình? Dương đáp, chưa đến lúc. Nếu chúng ta thả họ đi thì sẽ hỏng kế hoạch ngay. Khi nào đến lúc chúng ta sẽ quay lại cứu họ, sớm thôi cậu đừng lo. Tiếp tục vờ như là những kẻ canh gác, họ đã thành công bước trà trộn. Bước tiếp theo sẽ là phá hỏng nghi thức của thầy phù thủy, giải cứu hai cô gái bị nhốt. Sau khi bắt được hai cô gái còn trinh bạch, tối ngày hôm sau gã thầy phù thủy cùng những đệ tử của hắn lập đàn hiến tế cho huyết hồn tâm quỷ. Dương và Vân ẩn nấp ở một vị trí kín đáo quan sát chờ đợi thời cơ. Những nghi thức đều được chuẩn bị đầy đủ ý như giấc mơ Vân đã từng nhìn thấy. Trước khi thầy phù thủy đọc bài chú triệu hồi, Dương rút ra một ống trúc và hai cái khăn. Dương đưa khăn cho Vân ra hiệu hãy chặn lên mũi mình. Sau đó cậu lấy ống trúc thổi ra một hơi. Làn khói trắng toát từ ống trúc bay ra căn phòng lan tỏa vào không khí. Làn khói trắng trong ống trúc đó có chứa một lượng thuốc mê khiến ai vô tình hít vào sẽ ngủ mê man tầm 6 tiếng đồng hồ mới tỉnh dậy. Còn cái khăn mà hai người đang cầm chính là thuốc giải. Quả nhiên, nó có hiệu nghiệm thật. Chỉ vừa mới thổi khí mê vào trong phòng, ngay lập tức đám đệ tử của tên thầy phù thủy lập tức có phản ứng. Kẻ thì loạng choạng, ôm đầu, kẻ thì ngất lịm ngay tại chỗ, kể cả tên thầy phù thủy cũng bị y hệt. Đợi cho khí mê tan hết, cả hai mới từng bước tiến đến chỗ hai cô gái đang nằm, cởi trói rồi cho họ hít thuốc giải để gọi họ dậy. Ban đầu hai cô gái rất hoảng sợ, nhưng khi nhận ra có người giúp, họ liền lập tức phối hợp để thoát khỏi đây. Dương đi trước hạ gục toàn bộ những người gác cửa
rồi âm thầm đưa hai cô gái đó đi. Trước khi cả hai cô gái rời đi, Dương có dặn dò, hai người nên nhớ phải đi thật xa càng tốt để tránh bị bắt lại. Gặp ai cũng phải đề phòng cảnh giác. Chúng tôi rõ rồi, đội ơn hai người. Cả hai rối rít cảm ơn rồi líu díu dắt nhau chạy thật nhanh khỏi nơi đó. Lũ vô dụng. Thầy phù thủy tức giận, cầm cái bình thủy tinh trên bàn ném xuống sàn vỡ tung tóe. Đám đệ tử rúm gió đứng cạnh nhau không ai dám lên tiếng nói câu gì. Lão chưa hà giận, tiếp tục cầm mấy cái ly ném vào tường nát bét. Mảnh ly văng tung tóe, bắn cả vào đám đệ tử đang run lẩy bẩy bên dưới. Một vài tên bị mảnh ly văng cả vào người chảy máu, nhưng cũng chỉ câm lặng đứng đó mà không dám hé răng nửa lời. Lão thầy quát lớn, giải hai thằng đó vào đây. Mẹ kiếp, có mỗi cái việc canh cửa mà cũng làm không xong. Hai tên canh cửa nhanh chóng được giải vào và đẩy ngã rúi rụi rụi dưới chân lão phù thủy. Hắn tức tối đá mạnh vào mặt một tên. Ăn hại, chúng mày chết dẫm ở đâu mà chúng nó lại vào được tận nơi để đánh thuốc mê. Nói, tên còn lại sợ hãi đến tè ra quần, hắn run rẩy lắp bắp. Dạ, con cũng không hề biết. Con đang đứng canh thì bị đạp mạnh vào đầu ngất đi. Tỉnh lại thì... Một người trong số đám đệ tử của hắn lên tiếng khuyên ngăn. Mong thầy bớt giận, có lẽ là chúng không biết gì thật đấy ạ. Nếu không, chúng đã phải bỏ trốn lâu rồi chứ không còn dám ở lại đâu ạ. Con nghĩ, chỗ này lộ rồi. Chúng ta nên nhanh chóng tìm một địa điểm khác để tiếp tục, nếu không e là... Tên phù thủy nghe vậy, gườm mắt liếc tên kia một cái rồi gật đầu đồng tình. Đúng vậy, địa điểm này không thể ở lâu được nữa. Ngay trong ngày hôm nay buộc phải dọn hết đi. Trong số các ngươi, ai có chỗ nào kín đáo thì nói, ta sẽ trọng thưởng. Một tên trong số đó run run giọng nói. Dạ, con có một căn biệt thự ở ngoại ô, lâu nay thường không lui tới. Thầy xem. Được, vậy thì tạm thời tới đó. Chúng mày, nhanh chóng dọn dẹp đi. Đám đệ tử nghe thấy vậy thì nhanh chóng mỗi người một tay, đi dọn dẹp các loại đồ cúng tế để chuyển đi. Tên đệ tử khi nãy lại nói tiếp. Thưa thầy, con thấy việc này rất đáng ngờ. Địa điểm này rất kín đáo, chỉ có người trong hội chúng ta được biết. Vậy mà lại có kẻ mò được vào tận đây. Chứng tỏ chỉ có người trong hội mình tiết lộ thôi à? Hắn ngập ngừng rồi nói tiếp. Đêm qua, con thấy mụ Nguyệt không có mặt. Con đã hơi nghi, có khi nào chính là mụ ấy không? Ta cũng đang nghi ngờ việc này. Một thằng đi nghe ngóng tin tức của mụ xem. Một tên đệ tử dạ dang rồi nhanh chóng rời khỏi đó để đi nghe ngóng. Chừng nửa giờ sau, khi cả đám đã hòm hòm dọn dẹp xong thì tên kia quay lại. Hắn ghé tai lão thầy nói nhỏ. Bẩm thầy, theo như con nghe ngóng được thì hôm qua mụ ấy đã bị công an bắt rồi à? Nghe nói còn lôi ra được 24 cái xác dưới hầm nhà mụ ấy nữa. Tên phù thủy gầm lên giận dữ. Đôi mắt hắn vằn lên những tia máu. Hắn nghiến răng nói. Mẹ kiếp, hỏng hết kế hoạch của ta rồi. Tại trụ sở công an phường, một người mặc một bộ đồ vest lịch sự bước vào xin được thăm tù với phạm nhân Trần Thu Nguyệt, người vừa mới vào được 2 ngày. Nghe có người đến thăm, bà Nguyệt chợt sững người lại. Bà ta linh cảm sẽ có chuyện không lành đến với mình. Đột nhiên, bà cảm thấy run rẩy, bước chân không vững, lần từng bước đi ra khu vực thăm thân. Bà ta vừa nhìn thấy người đến thăm thì toàn thân mất hết sức lực, ngồi phịch xuống ghế. Bà ta run run giọng cầu xin, ông chủ. Thầy phù thủy nhìn bà Nguyệt, ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí. Hắn cười nhẹ, nói, tội ghê bà bị bắt rồi. Ông chủ xin hãy cứu tôi, bà Nguyệt van xin. Khó lắm nhưng tôi sẽ tìm cách bà an tâm. Hắn ta vỗ vào bàn tay đang run rẩy của bà Nguyệt, hỏi han vài câu rồi hắn rời đi. Hắn đứng lên lẳng lặng rời đi, miệng nhếch lên một nét cười thâm độc. Trưa ngày hôm ấy, như thường lệ, một nữ công an đến đưa cơm cho bà Nguyệt dùng. Hôm nay cơm nấu đúng chuẩn món bà thích nên bà ăn rất ngon miệng. Đột nhiên đến muỗng cơm thứ hai, bà cảm thấy trong người khó chịu, mặt mày tái mét lại, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Dưới phần bụng của bà đau nhói, miệng bà đột nhiên ộc ra một ngụm máu đen trộn lẫn cả với miếng cơm đang nhai dở. Bà Nguyệt nằm vật ra đất, đưa tay cầu cứu. Cứu, tôi, với cứu. Lời cầu cứu vừa dứt cũng là lúc bà chút hơi thở cuối cùng. Nằm bất động trên sàn nhà, hai mắt trợn trừng nhìn trần nhà. Bà đã bị hạ độc từ lúc nào, thần không biết quỷ không hay. Cảnh sát lập tức điều tra cái chết của bà thì phát hiện độc chất được dính trên tay của bà rồi vô tình được bà đưa vào miệng khi ăn cơm. Như vậy, chỉ có thể là người đã đến thăm bà hồi sáng là hung thủ mà thôi.
Sau khi nghe ngóng được tin bà Nguyệt đã qua đời, tên phù thủy chỉ nhếch mép cười khẩy. Đáng lắm, một tên đệ tử rụt rè nói. Lúc này chúng ta cũng cần phải tìm ra kẻ đã trà trộn vào đây mới có thể yên tâm được à? Hắn gườm mắt nhìn tên đệ tử nói, hành sự phải gọn gàng đấy. Dạ rõ. Dương và Vân đang đứng trà trộn trong đám đệ tử dưới bộ áo trùm đen kín mít. Cả hai nghe tin đó mà giận run người. Dưới lớp áo, nắm đấm của Dương đang siết chặt lại run run. Còn phía Vân, cô cũng đứng nghiến chặt hàm răng mà nước mắt thì rơi từ lúc nào. Cố kìm nén để không bật ra thành tiếng, Vân cắn chặt môi đến bật cả máu. Đêm hôm ấy, tất cả đám người ác ôn đó lại tụ lại như mọi lần tại địa điểm mới là ngôi biệt thự ở ngoại thành. Căn biệt thự nằm ở một vùng ngoại ô tương đối vắng vẻ. Khu vực này toàn là những căn biệt thự của giới nhà giàu. Nhà nào cũng có sân vườn rộng rãi thoáng đãng. Có những căn có cả khu vườn rộng hàng vài nghìn mét, biệt lập hẳn với khu vực xung quanh. Và căn biệt thự này cũng vậy. Trong căn phòng kín mít, nhập nhoạng tranh tối tranh sáng, thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng đến từ 49 ngọn nến được treo trên những cái đĩa sắt ròng từ trên trần nhà xuống nhấp nhô cao thấp không đồng đều. Những cái đĩa sắt đong đưa nhẹ nhẹ trong không khí khiến cho những ngọn lửa yếu ớt từ mấy ngọn nến lại càng loe loét nhập nhoạng hơn. Giữa căn phòng vẫn là một chiếc bàn như mọi khi, nhưng lần này thì không có cô gái nào bị trói trên đó cả. Cả đoàn người đều ăn bận một bộ y phục màu đen quỳ rạp xuống nền đất. Ở vị trí khác, thầy phù thủy cũng mặc một bộ trang phục màu đen nhưng đặc biệt hơn. Khẽ đưa tay lật lật vài trang sách, hắn đặt tay vào ký tự được thêu trên ngực áo. Thấy vậy, cả đoàn người kia cũng làm theo. Nhắm mắt lại, tên thầy phù thủy bắt đầu đọc lên một câu thần chú triệu hồi chủ nhân, cũng tức là quỷ huyết hồn tâm. Hỡi đấng tối cao nơi địa ngục u tối, Ngài là đại diện nguồn sức mạnh cứu rỗi linh hồn chúng con. Ngày hôm nay, chúng con, những đệ tử luôn luôn tôn thờ, một lòng thành kính với Ngài tụ họp tại đây, cầu xin Ngài che chở. Xin hãy hiện thân để chúng con tỏ lòng thành kính và khai sáng cho sự ngu muội của chúng con. Tên phù thủy vừa dứt lời, một luồng gió lạnh buốt không biết từ nơi nào thổi đến, luồn vào từng khe hở trong căn phòng. Cơn gió thổi qua khiến cho những cái đĩa sắt đong đưa rung lắc dữ dội. Những ngọn nến chao đảo tưởng chừng như sắp tắt đến nơi, nhưng không, ngược lại còn bùng lên một thứ ánh sáng xanh loe loét quỷ dị. Thứ ánh sáng quỷ dị đó nhuộm cả căn phòng thành một màu xanh mờ ảo, khiến cho Dương và Vân thoáng chốc rung mình, lạnh toát sống lưng. Giữa luồng gió lạnh toát ấy, một đám khói đen mờ ảo cũng len lỏi bay vào, rồi dần ngưng tụ lại thành chiếc đầu lâu đen xì, với hai hốc mặt đỏ rực bay lơ lửng giữa căn phòng. Cảnh tượng y hệt như giấc mơ mà Hà đã báo mộng cho Vân lúc trước. Mặc dù đã từng một lần nhìn thấy, nhưng giờ đây được tận mắt chứng kiến, Vân không khỏi trợn tròn mắt, há hốc miệng kinh hãi. Dương vội vàng nắm tay Vân bóp mạnh để nhắc nhở cô kiềm chế. Thấy cả đám đệ tử cùng nhau quỳ rạp xuống, dập đầu bái lạy, Vân và Dương cũng vội vã làm theo. Cái đầu cất tiếng hỏi, giọng nói âm vang ma quái. 10 ngày rồi, các người đã làm cái quái gì hả? Ở trên đầu nhóm, thầy phù thủy run rẩy ngẩng mặt lên, chắp tay trước ngực thành kính nói. Bẩm ngài, hôm trước chúng con đã có 2 trinh nữ để dâng ngài, nhưng trong nhóm có kẻ phản bội, tiết lộ thông tin nên đã có kẻ trà trộn và cướp người trên tay chúng con. Kẻ phản bội đã bị trừng phạt, nhưng còn người trà trộn vào thì chúng con chưa tìm ra. Xin ngài chỉ điểm. Chỉ nghe tiếng gầm to một tiếng rung chuyển cả căn nhà. Hai hốc mắt của cái đầu lâu vốn dĩ đã đỏ rực chợt bùng lên thành 2 ngọn lửa, cháy phừng phừng lơ lửng trong không khí. Cái đầu gầm gào dữ tợn, rồi vặn xoắn méo mó như sắp sửa nổ tung. Nó bay vút lên trần nhà rồi lao xuống bay vòng xung quanh đám đệ tử. Luồng không khí lạnh buốt đó một lần nữa khiến cho những cái đĩa sắt rung lắc dữ dội và những ngọn nến cháy càng mạnh hơn. Luồng khói đen lượn vài vòng trên đầu đám người, rồi lại vút lên trần nhà, quay về chỗ cũ, gầm lên một tiếng. Cả đám người xôn xao ngước lên nhìn. Tất cả há hốc miệng kinh hoàng khi thấy trong 49 cây nến xanh lét đang rung lắc dữ dội, có 2 cây nến đứng im bất động và ngọn lửa đã chuyển sang màu đỏ và đang phừng phừng cháy. 2 cây nến đó vừa hay ở ngay trên đỉnh đầu Dương và Vân. Tên thầy phù thủy trông thấy vậy thì hét lớn, bắt lấy chúng. Thấy mình đã bị lộ, Dương và Vân giật mạnh 2 cái áo choàng đen
xuống chạy nhanh ra phía cửa. Cánh cửa đột nhiên bị khóa chặt, bắt buộc Dương và Vân phải bị dồn sát vào tường. Dương nhanh chóng đứng ra phía trước để che chắn cho Vân, trong lòng không khỏi tự trách vì đã đưa Vân vào tình thế nguy hiểm. Đám đệ tử xông lên, một mình Dương đấu với hơn chục con người thì khá vất vả. Rất may, đó đều chỉ là đám quân ô hợp, không có chút kỹ năng chiến đấu nên Dương đã nhanh chóng hạ gục chúng. Đám đệ tử bị đánh liền xiềng thì nhanh chóng rút về phía sau tên thầy phù thủy. Tên thầy phù thủy tức tối lầm bầm, một lũ ăn hại. Hắn tiến lên phía trước vằn mắt nhìn hai đối thủ trước mặt. Hắn biết nếu đấu tay đôi thì hắn sẽ không thể thắng được Dương, nhưng hắn tự tin mình còn có pháp thuật, bùa chú trong tay thì tên nhãi kia đừng hòng chạy thoát. Hắn quát lớn, thằng oát con to gan, mày chán sống rồi mới chọc vào ông. Hôm nay mày đã bước chân vào đây thì bước tiếp theo sẽ là quỷ môn quan. Nói đoạn, hắt rút trong tay áo một lá bùa, lầm rầm đọc chú rồi ném thẳng về phía Dương và Vân. Dương cũng nhanh chóng rút trong áo ra một lá bùa khác, niệm chú rồi bắn ngược lại phía hắn. Hai lá bùa bay vút đi rồi chạm nhau tóe lửa. Ầm, cú va chạm tạo thành một tiếng nổ lớn trong không trung. Cả đám đệ tử lần đầu tiên chứng kiến cảnh này thì đều rúm gió tụm lại một góc run lẩy bẩy trong góc nhà. Tên thầy phù thủy bị đánh bật lại như vậy thì rất mất mặt, hắn tức đến nghiến răng. Không ngờ tên nhãi này trông vậy mà cũng biết pháp thuật. Hắn gầm lên một tiếng rồi tiếp tục rút ra hai lá bùa khác niệm chú rồi ném về phía Dương. Dương cũng đã đề phòng từ trước. Tay phải cậu rút ra một thanh kiếm gỗ dắt sau lưng, tay trái lấy ra một lá bùa. Miệng niệm chú rồi vuốt dọc lá bùa lên thanh kiếm gỗ. Lá bùa vuốt đến đầu, thanh kiếm phát sáng đến đấy. Dương vung kiếm chém mạnh về phía trước, hô to, phá! Một luồng ánh sáng xẹt ra từ thanh kiếm, chém đứt đôi hai lá bùa đang bay trong không trung, khiến hai lá bùa mất linh lực, rơi lả tả như lá rụng. Luồng sáng tiếp tục chém về phía đám đệ tử đang co cụm trong góc nhà và kết thúc bằng một tiếng nổ lớn. Cả đám bị đánh bật ra đằng sau, người thì thổ huyết, kẻ thì ngất lịm. Tên thầy phù thủy biết mình đã gặp đối thủ khó nhằn. Hắn rút trong túi đồ nghề ra một cái bát và một miếng giò đã chuẩn bị sẵn. Gã nhanh tay đặt nó xuống sàn, rồi sau đó rút ra thêm một lá bùa khác, dùng răng cắn vào ngón tay đến bật máu rồi viết lên lá bùa đó những ký tự. Ngồi xếp bằng ngay ngắn, miệng liên tục đọc thần chú. Gã đang làm gì thế? Vân sợ hãi hỏi. Dương dứt khoát đáp. Gã đang triệu hồi âm binh. Cậu mau lùi lại, mình sẽ tìm cách đối phó. Dương vừa dứt lời, Vân thất kinh lùi lại khi thấy từng đoàn những bóng người với đủ các bộ dạng kinh dị đang dần tiến lại phía hai người. Từng tên trong chúng đều là những con ma chết trôi sông Lạc Chợ, được tập hợp về đây nghe lệnh của tên thầy phù thủy. Dán liên tiếp nhiều lá bùa vào trong thanh kiếm gỗ niệm thần chú, khiến cho tất thảy lá bùa đều bốc cháy. Sở dĩ cậu có thể nhìn thấy âm binh vì trước đó cậu có bôi một lớp đất phủ mặt quan tài người chết. Sau khi những lá bùa đều cháy hết, pháp lực của thanh kiếm gia tăng nhanh chóng, thanh kiếm lại một lần nữa phát sáng. Dương bắt đầu đánh đám âm binh. Cậu dùng kiếm đánh tới đâu thì các âm binh đều tan biến tới đó. Một lúc sau thì đám âm binh đều bị tiêu diệt sạch. Ha ha ha, pháp lực của ngươi cũng cao lắm, nhưng sao mà sánh ngang với chủ nhân của ta được chứ? Ha ha ha, tên thầy phù thủy cười phá lên. Hắn lập tức giơ một tay bắt quyết, một tay đặt lên ký tự trên ngực áo, miệng lại tiếp tục lầm rầm niệm chú. Đột nhiên, ký tự trước ngực áo hắn sáng một màu đỏ ma quái. Quầng sáng ấy bao trùm toàn bộ thân thể hắn. Những cây nến trong căn phòng lại quay cuồng dữ dội. Cái đầu lâu đang lơ lửng giữa không trung một lần nữa gầm gào dữ dội. Hắn cũng gầm lên, hai tay giơ cao lên đỉnh đầu rồi hét lớn. Huyết hồn tâm nhập thể. Hai con mắt của chiếc đầu lâu lại phừng phừng cháy đỏ. Cái đầu vặn xoắn trong không trung. Bùm, một tiếng nổ lớn. Cái đầu nổ tung, chỉ còn hai con mắt đỏ rực vẫn lư lửng trong không khí cháy ngày càng dữ dội hơn. Đám khói đen vẫn vũ xoáy trong căn phòng ngày càng mạnh, tạo ra một cơn lốc xoáy dữ dội, xoáy thẳng xuống đỉnh đầu tên thầy phù thủy. Hắn ngẩng đầu lên hét lên một tràng rất lớn, tự như rất đau đớn. Luồng gió xoáy thẳng vào trong miệng hắn, từ từ chui vào trong thân thể. Con mắt hắn sáng rực lên một màu đỏ như máu, luồng sáng đỏ thẫm bao xung quanh thân thể, phát ra ngày một mạnh hơn. Từng mạch máu trên cơ thể hắn dường như đang căng phình, da vằn vện, như dây điện bò,
từ trong ngực hắn ra tứ chi và dần lan cả lên đỉnh đầu. Khi những mạch máu đó lan hết toàn bộ đỉnh đầu của hắn, thì cũng là lúc mà luồng khói đen đã hoàn toàn nằm trong thân thể hắn. Hắn mở trừng mắt lên nhìn Dương. Lúc này đôi mắt hắn chính là đôi mắt vẫn phừng phừng cháy của huyết hồn tâm quỷ hồi nãy. Không nói một lời, chỉ thấy hắn phất tay áo một cái đã làm cho Dương ngã lăn ra đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Vân chạy lại vội đỡ cậu dậy. Dương gượng đứng dậy, chắp hai tay trì chú. Nhắm chặt mắt lại tĩnh tâm, miệng tiếp tục niệm chú không ngừng. Đột nhiên Dương cảm thấy cả người nóng nóng ran, xung quanh bắt đầu tỏa ra một luồng ánh sáng màu vàng kim. Cậu hô, Hỏa Long Thần hiện thân. Vừa hô xong thì con người Dương biến đổi hẳn. Cậu lao tới đấm liên tục vào mặt tên thầy phù thủy. Bị đánh bất ngờ, hắn có đôi chút giật mình nhưng lại không phản kháng. Dương sau khi đấm liên tục vào mặt hắn thì bồi thêm một hồi liên hoàn cước đạp hắn văng ra đằng sau. Dương lộn người nhảy ngược lại phía sau chờ đợi. Huyết hồn tâm quỷ lặng lặng đứng lên, khẽ phủi đi mấy hạt bụi trên tà áo, rồi chợt hắn phá lên cười, nói, Hỏa Long Thần sao? Ha ha ha! Dương nghiến răng không nói gì. Huyết hồn tâm vung tay một cái, bỗng đâu một đạo âm binh còn nhiều hơn gấp trăm lần lúc trước hiện lên, ồ ạt lao về phía Dương. Nhờ có sức mạnh của Hỏa Long Thần mà chỉ dùng tay không cậu cũng có thể đánh bại được đám âm binh mà không cần dùng bùa chú gì. Dương giật mình khi nghe thấy tiếng hét thất thanh. Cậu thất kinh nhìn lên thì thấy Vân đang bị một luồng khói đen trói chặt, lơ lửng trên không trung. Vân càng vùng vẫy thì dường như làn khói đó càng siết chặt lại, khiến cảm thấy tức ngực, không thể thở nổi. Dương càng đánh thì âm binh xuất hiện càng nhiều, khiến cho việc giải cứu cô bạn bị cầm chân lại. Dùng tay lùa đám âm binh vào một góc rồi tiêu diệt nhanh gọn. Nhưng đám này bị tiêu diệt thì đám khác lại xuất hiện. Đánh một lúc sau, Dương cũng là sức dần. Đám âm binh thì lại càng đông. Không lẽ kế hoạch của cả hai sẽ thất bại và họ sẽ bỏ mạng tại nơi này? Dương gồng mình rút ra trong áo một đạo bùa. Cậu xoay một vòng, đánh dạt đám âm binh đang bùa vây mình ra xung quanh, tạo ra một khoảng trống nhỏ. Cậu búng chân nhảy lên cao, tay đặt lá bùa trên trán, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Lũ âm binh thấy cậu nhảy lên cao thì cũng nhanh chóng bay lên đuổi theo. Niệm xong câu thần chú, Dương xoay mình, dùng lá bùa trưởng thẳng xuống đám âm binh bên dưới. Lá bùa lóe lên một vầng hào quang vàng rực rỡ như hình một bông sen nghìn cánh. Bông hoa xoáy mạnh trong không trung, nhưng cánh hoa bay ra khắp mọi hướng, chụp thẳng lên đầu lũ âm binh. Đạo bùa đánh ra, không một tên âm binh nào sống sót. Chúng đã bị đánh tan hồn phách. Dương đáp xuống đất, không chậm trễ một giây, vội chạy lại phía Vân đang bị trói treo lơ lửng. Dương vung kiếm chém sợi dây đang trói chặt lấy Vân, nhưng sợi dây không hề suy chuyển. Huyết hồn tâm quỷ đứng ngửa mặt lên trời cười vang. Tiếng cười của hắn vang vọng như dội về từ mười phương tám hướng, luẩn quẩn khiến đầu Vân ong ong, đau như búa bổ. Dương lấy ra một lá bùa đỏ, dùng máu của mình viết trên đó một dòng chữ. Lá bùa như được tiếp thêm năng lượng, ngay lập tức sợi dây ma lực đã bị đứt tung ra, thả người Vân rơi xuống đất. Dương vội vã giơ tay đỡ lấy cô bạn mình đặt xuống đất. Cậu tháo sợi dây chuyền trên cổ, đeo vào cho Vân và dặn cô. Cậu hãy nấp ở một vị trí kín đáo. Dây là bùa phòng thân của mình. Nó sẽ giúp cậu chặn mọi loại ma quỷ. Dứt lời, không để cho Vân nói thêm. Dương nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục sẵn sàng đối mặt với huyết hồn tâm quỷ. Vân quá đỗi sửng sốt khi thấy Dương nhường lại cho mình lá bùa hộ thân quý giá. Cô còn đang há hốc miệng chết sững thì bỗng nghe văng vẳng bên tai tiếng gọi của Thu Hà. Vân, mau lên, mau đi lấy chiếc hộp sinh mạng của con quỷ. Vân ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy linh hồn của Thu Hà đang lơ lửng trước một cánh cửa. Tiếng Thu Hà lại vang lên thúc giục. Nhanh lên, nhanh kẻo không kịp. Vân vùng dậy, lao về hướng linh hồn của Thu Hà. Thu Hà dẫn dắt Vân chạy qua một hành lang tối om, hướng vào một căn phòng nhỏ phía bên tay trái. Cánh cửa gỗ bị khóa chặt khiến Vân tức tối. Cô nhìn quanh thì thấy một thanh sắt lớn dựng bên góc hành lang, liền vội vàng nhặt lấy thanh sắt, dùng hết sức mình phang vào ổ khóa. Thanh sắt va chạm với ổ khóa, rồi bật ra khiến hai tay Vân tê dại. Cắn chặt môi lại, Vân vung tay quật mạnh thêm hai lần nữa thì ổ khóa bung ra. Vân vội chạy vào căn phòng, tìm chiếc hộp, theo lời chỉ dẫn của Thu Hà. Quét mắt một vòng tìm kiếm, Vân đã nhanh chóng nhìn thấy một chiếc hộp đen nhỏ được đặt trang trọng trên một chiếc khay nhung đỏ,
trên một cái bục gỗ đặt ở phía bắc của căn phòng. Vân chạy lại, mở chiếc hộp ra, thì thấy bên trong là một chiếc đầu lâu bằng đá màu đen bóng. Giữa hai hốc mắt là hai viên đá đỏ thẫm, dường như đang phát ra tia sáng. Tiếng Thu Hà lại vang lên. Nhanh lên, đập vỡ nó đi. Vân Dung hết sức đập cái đầu xuống đất, nhưng nó không hề suy chuyển. Cô thử tới 3-4 lần, nó vẫn cứ trơ ra không một chút tì vết. Hết cách, cô đành cầm chiếc đầu lâu chạy ngược lại phía căn phòng chính, nơi cuộc chiến giữa Dương và quỷ hồn kia đang đến hồi kịch liệt. Con quỷ thấy Dương đã tiếp tục đứng dậy. Hắn từ từ đưa bàn tay lên. Trên tay hắn từ từ xuất hiện một luồng khói đen đặc quánh. Luồng khói tụ lại thành một quả cầu lớn. Hắn hét lên một tiếng rồi đánh thẳng quả cầu về phía Dương. Luồng khói đen ấy bao vây lấy cậu. Dương cảm thấy da thịt nóng rát, toàn thân tê liệt. Không còn bùa hộ thể nên sức mạnh Hỏa Long Thần cũng không thể hoàn toàn bảo vệ cho Dương. Hỏa Long Thần từ từ lịm dần rồi tan biến. Cậu khụy gối, toàn thân bất lực trước cơn khoái trá của quỷ huyết hồn tâm. Ha ha ha! Ta nói cho ngươi biết, Hỏa Long Thần của ngươi còn thua Hắc Phong của ta 3 bậc. Giờ thì ngươi đừng hòng thoát. Dương đã hoàn toàn bất lực trước con quỷ. Cậu ngã gục xuống sàn, miệng thổ huyết không ngừng. Đúng lúc Vân chạy ra tới nơi, thấy Dương bị đánh đến thổ huyết thì vội vàng chạy lại đỡ Dương dậy. Dương thấy Vân vẫn còn ở lại đây thì hết sức ngạc nhiên. Tại sao cậu còn chưa chạy đi? Không được, mình sẽ không ra khỏi đây một mình đâu. Vân mím môi nói, ở đây nguy hiểm lắm, chạy đi. Dương gượng sức vừa nói vừa đẩy Vân ra đuổi cô đi. Không được, có chết thì cùng chết. Giữa lúc hai người còn đang đùn đẩy, linh hồn Thu Hà lại một lần nữa hiện lên thúc giục. Nhanh lên, đập vỡ nó đi. Vân sực nhớ ra, vội đưa cho Dương chiếc đầu lâu sinh mệnh của con quỷ nói. Chị Hà nói đây là chiếc đầu lâu sinh mệnh của con quỷ. Mình đã dùng mọi cách nhưng không thể phá hủy được. Dương kinh ngạc cầm lấy chiếc đầu lâu rồi quan sát. Rất nhanh, cậu đã nhận ra chiếc đầu lâu này đã được phong ấn. Nếu không dùng pháp thuật, sẽ không thể nào phá hủy nó. Không thể đập nó một cách bình thường như vậy được. Cậu mau giúp tớ lấy cái túi lại đây. Vân làm theo. Đưa túi đồ nghề cho Dương, cô quan sát. Dương lấy trong túi ra 3 lá bùa có màu khác nhau dán lên thanh kiếm. Miệng nhẩm chú rồi dùng hết sức cắm thanh kiếm vào đỉnh của đầu lâu. Phía kia của căn phòng, con quỷ vừa dứt trang cười quái dị. Đột nhiên nhìn thấy Dương vung thanh kiếm đâm vào chiếc đầu sinh mệnh của mình thì hét lên, vội vàng lao đến. Dương thấy vậy, nghiến răng, dùng hết sức lực còn lại để ấn mạnh thanh kiếm xuống. Chiếc đầu lâu vỡ tan tành. Con quỷ huyết hồn tâm bay đến giữa trường thì hét lên một tiếng đinh tai nhức óc, thoát khỏi thân xác tên thầy phù thủy bay ra ngoài rồi dần tan biến vào hư không. Cái xác của tên thầy phù thủy cũng cứ thế mà rơi thẳng từ trên cao xuống đất, nảy lên một cái rồi nằm bất động. Từ khắp mắt, mũi, miệng, tai hắn chảy ra những dòng máu đen sì. Hắn đã chết. Họ đã thành công tiêu diệt con quỷ ấy. Cả căn biệt thự bắt đầu rung lắc dữ dội. Đồng thời rất nhiều luồng khói trắng khẽ bay lên không trùng rồi biến mất. Có lẽ những linh hồn bị quỷ dữ hút lấy đã được giải thoát tự do. Linh hồn của Thu Hà cũng mỉm cười, hóa thành một cái bóng trắng, bay lên không trùng. Vân dìu Dương vừa chạy thoát ra khỏi căn nhà một đoạn, thì cả căn nhà đổ sập xuống, chôn vùi toàn bộ đám đệ tử phía trong. Họ đã thành công ngăn chặn tổ chức hiến tế trinh nữ tàn độc ấy. Ngay khi căn nhà sụp xuống thì dường như sức lực trong người Dương và Vân cũng cạn kiệt. Cả hai ngã phịch xuống đất. Vân vội vàng ngồi dậy ôm lấy đầu Dương, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Dương nhìn Vân nhoẻn miệng cười, mắt cậu nhắm nghiền lại, cậu mơ hồ từ từ lịm đi. Trước khi mất hẳn ý thức, Dương vẫn còn kịp nghe thấy Vân khóc toáng lên gọi cậu. Dương ơi, không được, cậu không được chết. Cậu mà chết, mình sẽ không sống nổi đâu. Mình yêu cậu, Dương ơi. Mở mắt ra đi. Vân sợ hãi ôm chặt lấy Dương, khóc thảm thiết. Trời bỗng đổ một cơn mưa rất lớn. Tiếng khóc của Vân, nước mắt của Vân cứ như bị nhấn chìm trong cơn mưa xối xả. Vân cứ thế ôm Dương gào khóc một cách tuyệt vọng trong mưa. Bẵng đi một thời gian sau, có một người ăn mày ăn vận độc nhất một bộ đồ rách rưới đang đi ngang qua đống đổ nát. Gã đào bới trong đống ấy để tìm đồ có giá trị để đem bán. Và dĩ nhiên chẳng có thứ gì giá trị để bán kiếm tiền cả, chỉ trừ gã tìm thấy một cuốn sách. Vốn từ nhỏ đã được bố dạy chữ nên hắn cũng biết đọc, biết viết. Sau một vụ cướp, gia đình gã bị giết sạch,
chỉ trừ gã là chạy trốn được. Lật lật vài trang để xem nội dung trong cuốn sách, gã vô tình nhìn thấy được một dòng chữ. Chỉ cần làm theo nghi thức thì muốn ước gì được đó. Tham vọng nổi dậy trong đầu, gã cất cuốn sách vào trong túi áo rồi tập tễnh bước đi. Hãy đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra với gã khi sở hữu một cuốn sách bị nguyền rủa đó. 4 năm sau, tại công ty East thuộc thành phố B, Vân gửi xe tại bãi đậu rồi xách cặp táp rảo bước vào trong. Chỉ vừa bước tới cửa, chợt cô nhìn thấy một nữ nhân viên vội vã chạy ra, trông sắc mặt chắc có chuyện quan trọng lắm. Chị Vân, ôi may quá! Sao thế em? Có chuyện gì sao em vội vã vậy? Vân lấy khăn đưa cho nữ nhân viên thấm mồ hôi. Đón lấy chiếc khăn, cô ấy cảm ơn rồi nói tiếp. Hôm nay công ty tiếp đón một đối tác quan trọng, chị lên chuẩn bị nhé. Chị biết rồi. Nói rồi, Vân đi một mạch lên tầng 3. Đang đi giữa chừng thì đột nhiên cô đâm sầm phải một người. Ai? Đống hồ sơ rơi ra bay tung tóe trên sàn. Người cô vừa va phải cũng vội vàng cúi xuống nhặt lên cùng với Vân. Cô vừa thu dọn, vừa rối rít xin lỗi người mình vừa đụng phải. Tôi xin lỗi, tôi đi không nhìn đường nên vô tình đụng trúng anh. Đang nói thì Vân ngước lên, cô chợt im bặt, nhìn chân chân người trước mặt. Dương, là cậu sao Dương? Dương mỉm cười nhìn cô. Vân à, cậu vẫn khỏe chứ? Vân bất giác run rẩy. Người bạn đã biến mất trong đêm mưa hôm ấy, đột nhiên nay lại đứng ngay trước mặt cô. Bất giác, những cảm xúc trong đêm mưa ấy lại ùa về, khiến cô run rẩy vì xúc động. Đêm hôm ấy, cô ôm chặt lấy Dương tuyệt vọng gào khóc trong cơn mưa xối xả. Vốn đã kiệt sức vì chiến đấu trong căn phòng khủng khiếp kia, Vân nhanh chóng ngất lịm mà bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Dương. Khi cô tỉnh lại đã thấy mình nằm trong một bệnh xá nhỏ. Cô chỉ là bị kiệt sức nên sau 2 ngày chăm sóc và truyền dịch, cô đã được ra viện. Cô tìm khắp bệnh xá cũng không thấy Dương đâu, hỏi thăm tất cả các y bác sĩ đều chỉ nhận được cái lắc đầu. Cô chỉ được các bác sĩ nói lại rằng cô được một người đàn ông đưa tới bệnh viện. Ông ta gửi cô lại đó, đóng hết tiền viện phí và gửi lại cho cô một ít tiền để dùng sao khi ra viện, rồi đi mất. Ra khỏi viện, Vân tức tốc bắt xe về lại quê, tìm đến nhà Dương ở đó xem có tin tức gì không. Nhưng gia đình Dương đã treo biển bán nhà và dọn đi một ngày trước đó. Không một ai biết tin tức gì của Dương. Dương như hoàn toàn biến mất trên thế gian. Ngay cả số điện thoại mà Dương vẫn liên lạc với Vân trước đó cũng không ai nghe máy. Mặc dù điện thoại vẫn đổ chuông, vẫn có thể nhận tin nhắn, nhưng tất cả tin nhắn của Vân nhắn tới dường như được gửi vào một khoảng không vô định, không một lời hồi đáp. Vân dần mất hết hy vọng về việc tìm kiếm Dương. Cô chỉ còn niềm an ủi, số điện thoại này vẫn còn liên lạc được. Chắc chắn là cậu ấy còn sống. Vậy là từ đó, số điện thoại đó giống như một nơi để cô trút nỗi tâm sự của mình trước những vấn đề trong cuộc sống. Về phần Dương, khi đó, cha của Dương ở nhà đang khoanh chân luyện pháp, đột nhiên thấy 3 ngọn đèn tượng trưng cho 3 ngọn lửa tam muội của Dương đột ngột yếu đi, 2 trong 3 ngọn đèn đó đã tắt. Biết Dương đã xảy ra vấn đề lớn, ông vội vàng bắt xe chạy ngay đến địa chỉ mà con trai đã để lại hồi tối. Tới nơi, trước mắt ông là một đống đổ nát, và con trai ông cùng cô bạn gái đang nằm ngất lịm bên vệ đường, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Ông vội vàng đưa cả hai lên xe, chở thẳng Vân vào bệnh xá, sắp xếp mọi thứ cho cô. Xong xuôi đâu đó, ông chở thẳng Dương lên núi, nơi ông và các huynh đệ vẫn thường tu luyện. Ông đưa Dương lên đó để lập đàn làm phép triệu hồi hồn phách của Dương về lại thân thể trước khi ngọn lửa thứ 3 tắt mất. Rất may, sau 7 ngày hành lễ pháp, Dương đã hồi tỉnh. Mặc dù vậy, ông vẫn nghiêm khắc yêu cầu Dương tạm thời không được liên lạc với Vân và chuyên tâm tu luyện để hồi phục lại linh lực. Đồng thời, tu luyện thêm các pháp thuật cao hơn để chuẩn bị đối phó với huyết hồn tâm quỷ. Bởi ông cũng đã bấm độn ra và biết huyết hồn tâm quỷ sẽ vẫn còn quay trở lại. Lúc đó, mệnh số của Dương chính là phải đối đầu và tiêu diệt hoàn toàn con quỷ đó. Dương nắm lấy tay Vân, phải rồi là cảm giác này. Hơi ấm này không nhầm lẫn vào đâu được. Chính là Dương, cậu ấy còn sống và đang đứng trước mắt mình. Trong thâm tâm Vân thầm mừng rỡ. Nhưng rốt cuộc phép màu nào đã đến với cậu? Mình từng nói rằng bố tớ là một thầy Pháp, cậu còn nhớ chứ? Cô gật đầu xác nhận. Dương nói tiếp. Hành động của chúng ta lúc ấy, mình có nói lại với bố rồi. Ông ấy chính là người đã cứu tớ trong lúc linh hồn sắp rời thể xác. Đôi mắt cậu nhìn cô gái trước mặt đầy trìu mến nói.
Ngày đó, có ai đó nói là yêu mình. Không biết liệu bây giờ cô ấy còn yêu mình không nhỉ? Vân thẹn thùng đỏ mặt, ngượng nghịu cúi xuống không nói gì. Dương nở một nụ cười ấm áp siết chặt lấy tay Vân thì thầm. Mình cũng yêu cậu Vân ạ. Có lẽ sợi tơ duyên đã gắn kết hai con người này đến với nhau. Quả thực, ông trời không dồn con người ta vào bước đường cùng. Trong khoảnh khắc ấy, tưởng chừng như Dương đã lìa xa trần thế, nhưng phép màu sẽ vẫn xảy ra. Ông trời tuôn lệ khóc chia phôi, cứ ngỡ cách chia suốt cuộc đời, tơ tình vương vấn hoài không dứt, chữ duyên khéo sắp lại thành đôi. Tập truyện đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay, hãy ấn like và để lại một lượt bình luận cho mọi người cùng biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube này để đón xem video mới nhất từ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.